Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video hôm nay em sẽ gửi đến các bác một mẫu xe Cruelut Berium 520R, một mẫu xe mang thương hiệu của Pháp, được trang bị cấu hình bộ chuyển động Kia Gra. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Khung nhôm sơn nguyên bản. Chiếc xe có cách phối màu rất là đẹp. Nước sơn thì có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng cộng với cả là xe bãi, không thể tránh khỏi. Ngoài ra thì tổng thể của chiếc xe rất là đẹp. Một mẫu xe đua mang thương hiệu của Pháp, trang bị bộ tay lắc Kia Gra, phanh ba mảnh, Mayer bi vòng, vành Montagu, full group Kia Gra. Máy sau bi vòng phối lỗi. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Thì chiếc xe phù hợp với các bác khoảng là từ 1m63 đến 1m73-74 đi là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên chọn xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Chuyển động một chiếc xe rất là mượt mà đấy các bác. Nhưng mà chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 10,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm với chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943 để nhân viên bên em tư vấn. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn chuông để theo dõi những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.